Xin chào cả nhà, chào cả nhà Facebook. Sao mọi người khỏe không? Chào cả nhà đi không? Dạ, chào mọi người. Gia đình Quyền Linh, Dạ Thảo, Hạt Lọ Lem, Hạt Dẻ xin chào cả nhà. Rất lâu rồi chúng ta lại gặp nhau trên livestream ha. Sao cả nhà khỏe không? Phụng xe cuốc. Có MC Phan Anh nữa. Xin chào Phan Anh. Cảm ơn bạn Vũ Trần, Thanh Thủy. Xin chào, cảm ơn. Ngọc Tiên, có MC Ngọc Tiên nữa. Ủa anh chưa đi diễn hả Tiên? Nguyễn Hồng Vân, chào cả nhà. Trang Đỗ, Vũ Kim, Quỳnh Giao đang xem nữa hả? Cái Quỳnh MC xem nhiều quá. Anh Nhi Hồng Lê. Rồi. Sữa Cà Phê. Xin chào Sữa Cà Phê. Hằng Lê. Tư Vũ Thị Kim. Xin chào cả nhà. Như Loan, Nguyễn Kim Hoa, Mai Trần. Ồ, lần nhiều quá khó kìa. Bây giờ có cả ngàn người đang xem rồi. Rồi bây giờ mình chia sẻ đi các fan của Quỳ Linh. Mình chia sẻ mọi người xem đi. Bây giờ hát bài rồi mở màn cho nó vui đi rồi đưa ba cái đàn rồi là lên. Thoải mái nè. Thoải mái lên lên. Bữa nay ở nhà với gia đình người ta không biết làm gì. Live stream với mọi người mở đầu chương trình này, Quỳ Linh sẽ gửi đến quý vị và các bạn một bài hát Hồng Ngự mang tên em. Tôi có người yêu mang tên Hồng Ngự. Dù bao cách trở xa xôi mình tình này còn dâng em đó. Hình dáng của người em yêu trong tôi gói trọn ước mơ. Tôi sẽ về thăm quê hương Hồng Ngự, nhìn lúa tháp mười vươn lên đầy đồng, nhìn dòng Tiền Giang êm ái, nhìn cánh chim trời tung bay mà sao nhớ thương. Tôi sẽ không bao giờ quên, tôi vẫn luôn gọi tên em trong những đêm dài thương nhớ. Em yêu ơi, em nào biết trong tim tôi luôn thầm nhắc sẽ có ngày, mọi ngày sống mãi bên em. Tôi sẽ về thăm quê hương Hồng Ngự, nhìn lúa tháp mười vươn lên đầy đồng, nhìn dòng Tiền Giang êm ái, nhìn cánh chim trời tung bay mà sao nhớ thương với đây. Tắt cái loa điện thoại đi. Loa điện thoại lớn quá mà kia nghe ồn lắm. Bài hát đầu tiên thì gửi chào cả nhà nha, ra mắt cả nhà nha. Hôm nay thực sự là ngày rất là vui của Quỳ Linh, bởi vì Quỳ Linh nghỉ đó quý vị, lâu lắm luôn mới nghỉ nguyên một ngày thứ bảy này. Và sáng giờ thì đưa con đi chơi, uống cà phê, rồi đi ngang sở thú mà không có vô sở thú, tính vô sở thú xem thú nhưng mà sở thú đông quá mới vô, rồi chở con đi uống trà nhiều quá nè. Trà sữa gì?
À uống trà sữa, có uống trà sữa đúng rồi. Uống trà sữa xong rồi mình đi ăn gì nó quên rồi. Mới ăn. Trà cá. Tóm lại là hôm nay là ngày rất là vui của Linh, bởi vì lâu lắm rồi Linh mới được cái buổi hôm nay quý vị. Thật sự là nghệ sĩ thì mọi người cũng biết rồi ha. Quỳ Linh hay gặp quý vị ở trên Facebook, like rồi yeah yeah rồi he he he. Nhưng mà rất lâu rồi Quỳ Linh không có trò chuyện với quý vị. Cuộc sống thì bộn bề qua đi rất là nhanh. Và trong những ngày qua thì nó có rất là nhiều điều mà cũng có những điều buồn quý vị. Đầu tiên thì cũng chia sẻ về cái việc mà bị cháy ở một cái căn hộ ha. Cũng chia buồn với mọi người. Một cái tin rất là buồn, cả nước, thậm chí là tất cả người Việt ai nghe cũng xót xa hết. Hy vọng rằng cái con số thương vong nó nằm ở đó, nó không có gì thay đổi cả, và hy vọng là không còn một cái cháy nổ nào xảy ra ảnh hưởng đến tính mạng của mọi người nữa quý vị. Rồi bây giờ thì chắc chắn các cơ quan chức năng mọi người cũng đang vào cuộc để có thể gọi là làm những gì gì đó thật là tốt đẹp để cho mọi người chẳng may bị tai nạn cho quý vị. Xin chia buồn. Cuộc sống thì trôi qua mỗi ngày nó còn hàng trăm hàng ngàn điều, mỗi người phải có một công việc lo toan, mỗi người phải có một công việc để mưu sinh nữa quý vị. Quỳ Linh cũng vậy. Ngoài cái công việc mà lên sân khấu để biểu diễn rồi đóng phim rồi làm game show rồi làm các chương trình xã hội, thực sự thì những năm vừa qua thì đa số Quỳ Linh làm các chương trình xã hội như là Vượt Lên Chính Mình, về tiếp sức hồi sinh, đi các bệnh viện để đóng tiền cho người nghèo, rồi Ánh Sáng Ngày Mai đem đến những cái đồng bào nghèo những cái món quà, ví dụ như một bầy heo, rồi là những cái bao cám để cho họ có thể nuôi một bầy heo đó, rồi những bầy gà vân vân, là đi xây cầu, đi xây nhà, mổ tim. Thực sự trong những năm vừa qua thì Linh cũng đóng góp cũng khá nhiều cái chương trình xã hội quý vị. Vừa rồi thì cũng có nhiều người nói là tại sao Linh không làm Vượt Lên Chính Mình nữa, thì thật sự là già rồi. Tóc bắt đầu bạc rồi, mười mấy năm ngoài sương ngoài gió thưa quý vị. Có lẽ Quỳ Linh không đủ sức khỏe nữa. Mong những cái fan hâm mộ chương trình Vượt Lên Chính Mình đó thông cảm cho Quỳ Linh ha, ủng hộ chương trình như là ủng hộ Quỳ Linh để có thể đem đến những niềm vui hạnh phúc cho người nghèo. Nhưng không sao, Quỳ Linh vẫn làm các chương trình xã hội như là tiếp sức hồi sinh nè, vẫn đến bệnh viện đóng tiền nè, Ánh Sáng Ngày Mai vẫn đem heo, đem gà, đem tiền, đem thức ăn, đem tất cả những cái món quà đến cho các vùng miền trong chương trình Ánh Sáng Ngày Mai, rồi chương trình Áo Trắng Đến Trường hỗ trợ những em học sinh vượt khó, rồi chương trình mổ tim, có thể nói là Quỳ Linh cũng đã đồng hành mấy ngàn ca mổ tim rồi quý vị. Và sắp tới Quỳ Linh vẫn tiếp tục đi làm cái chương trình là xây cầu, xây nhà, mổ tim và hỗ trợ người nghèo, đúng không? Đó là những gì đã trôi qua. Còn những việc sắp tới thì quý vị hãy xem ủng hộ Quỳ Linh trên những cái chương trình, thí dụ như là ca sĩ Bí Ẩn là hát câu chuyện tình, rồi nấu ăn hàng ngày. Nhiều người hỏi Quỳ Linh nấu ăn ngon không? Cũng ngon, thí dụ như trứng chiên ngon, thí dụ như rau luộc cũng ngon, rất là nhiều món. Tóm lại là ở đây con sáng ba hay làm gì cho con ăn hả? Làm mì á? Mì gì? Mì bò hả? Ngon không? Nói thiệt lòng đi. Cũng được. Cũng được. Sáng ba giờ mà làm gì trước này? Sáng sớm mà làm gì? Rồi làm gì nữa? Đi xuống rồi làm gì nữa? Đi gì hả? Đúng rồi, đi chợ. Còn phải làm gì nữa? Nấu ăn hả? Thấy cũng giỏi không chưa? Làm gì nữa? Dọn chén cho con ăn. Thấy chưa, lúc đó mẹ làm gì? Mà trồng hoa cái cây đúng không? Thấy ba khổ không? Đi chợ nè, nấu ăn sáng nè, rồi đưa con đi đâu? Đi học. Nói chung Quỳ Linh đó là nghệ sĩ vậy thôi, chứ thật sự là cái việc mua sắm Quỳ Linh rất là quen thuộc đối với việc. Nhưng mà nó cũng hơi bận, bởi vì nào cơm áo gạo tiền, nào đi chợ mua sắm tùm lum hết trơn. Quỳ Linh đi chợ giỏi lắm á. Thành ra có đôi lúc là đi không được quý vị. Thành ra là cũng đặt hàng, đặt cũng rất là nhiều. Hiện nay cũng trên các trang mạng thì có rất nhiều cái một vài cái đơn vị đặt hàng. Nhưng đôi khi đặt có quý vị biết không? Có khi 2 ngày mới tới. Rồi có khi tới chiều mới tới.
rồi á, nhiều khi mình đặt á là nó tóm lại là nó trục trặc tùm lum hết trơn á. Thành ra hôm trước là mình đặt hàng cho con cái gì tới mấy ngày mới tới đó, Noel đặt cái gì quên rồi, đặt cái gì rồi đấy. Đèn đúng rồi, đặt đèn này kia đại khái, nhưng mà tới mấy ngày mới tới thì tới rồi còn đúng đèn không, không đúng không, rồi phải làm cái gì, trả lại rồi đi đổi như vân vân. À, đó là những cái gì nó gọi là nó trục trặc không thuận lợi trong cuộc sống. Nhưng mà gần đây quý vị, Quỳnh Linh phát hiện ra một cái điều hết sức là quan trọng. Chính vì thế ngày hôm nay Quỳnh Linh thông báo với quý vị, cho dù bộn bề trong cuộc sống, cho dù quá nhiều công việc mọi nơi, cho dù rất là nhiều thứ chúng ta phải lo toan, đi chợ đi búa này cái tùm lum chứ, nhưng tóm lại bây giờ khỏi đi chợ nữa, à ở nhà thôi. Ở nhà chúng ta sẽ có tất cả với một cái điện thoại thông minh đó, đây cái điện thoại thông minh ha. Chúng ta cầm ở đây, chúng ta vào một cái trang web. Nghe nó vui vui lắm quý vị. Nghe vui vui đó là gì? Vui vui chấm com. Đây là một trang mạng điện thương mại điện tử của thế giới di động nhớ nha. À, vui vui chấm com, đây là một trang mạng thương mại điện tử rất là quen thuộc với chúng ta. Chúng ta vào đó, chúng ta bấm xong rồi chúng ta sẽ thấy đa dạng hàng hóa luôn nè, bấm đa dạng hàng hóa luôn ha. Cái thứ nhất là vừa bấm xong là chúng ta đặt hàng, giao hàng tận nơi luôn quý vị. Mà giao hàng với một cách rất là khoái luôn quý vị. Người nào giao hàng còn hot boy, hot girl giao hàng, còn đẹp trai luôn quý vị. À, giao hàng, anh cười rất là tươi ha. Tiện lợi là tất cả mọi nơi luôn. Chúng ta có thể đặt hàng ở trên trang mạng vui vui.com, một cái trang mạng thương mại điện tử của thế giới di động mà quen thuộc ha. Và đặc biệt là đây, của Linh thấy á, là đây có khuyến mãi từ 3 đến 31 tháng 3, 31 đến ngày 31 tháng 3, nghĩa là giảm 49% hả? Đúng rồi, giảm 49% cho tất cả các mặt hàng, đặc biệt là những thực phẩm, hàng tiêu dùng, rồi mỹ phẩm. Vậy thì tại sao chúng ta không đặt đúng không quý vị? Đặt rất là đơn giản thôi. Nhớ nha, các bạn vào trang web đó, các bạn bấm thì có rất là nhiều thứ. Đồ uống nè, hàng mát nè, sữa. Đó quý vị thấy không? Rất nhiều loại sữa. Sữa nhiều lắm nha. Rồi, nước ngọt nè, rồi nước tăng lực nè. Ồ, có hết luôn trên cái trang vui vui.com này luôn. Cái gì nữa? À, trà cà phê. Đó, trà cà phê. Nhớ là giảm giá đến 49% nha mọi người nha. Rồi sau đó là mình sẽ có thực phẩm. À, thực phẩm khô. Đó. Thầy lướt lên luôn. Chúng ta chỉ vào cái trang này, chúng ta lướt lên quý vị thấy hết không? Đơn giản lắm. Rồi lướt lên rồi thấy luôn. Đó. Muốn mua cái gì ra đây mua. Rồi tiếp theo là chăn ra gối niệm, chăn ra gối niệm mình lướt ra đây luôn. À, có luôn từ nước ngọt rồi các loại nước uống, các loại đồ khô, rồi chăn ra gối niệm, lướt lên tiếp, lướt lên tiếp. Chúng ta sẽ có chăm sóc cá nhân. Rồi chăm sóc cá nhân nghĩa là bây giờ á là ba Linh không phải đi chợ nữa đúng không. Sáng giờ ba Linh dậy, ba Linh phải ăn sáng xong rồi uống cà phê, thì vô trang vui vui.com này đặt hàng được không? Vậy thấy vui, vui cho ba chưa? Cái buồn quá, sáng mệt quá trời, mệt mệt quá. Không đi chợ hả? Chán quá. Vậy sao không khổ được quý vị? Đời mình là lo cho gái, vì gái, sống vì gái, mê gái. Hồi 3G mà. G thứ nhất, G thứ hai, G thứ ba luôn. Ở nhà Linh nó thông cảm, mọi người ít nói lắm, mình Linh nói cũng thông cảm nha. Có mình nói à, mọi người nói chữ nhỏ chút xíu à. Thành ra cuộc đời sống sau này từ đây tới sau là chỉ có làm ông ngoại thôi. Nhưng mà đôi khi hài ngoại nó hay lắm rồi nha. À, đi đâu mà mệt các quý vị, về á coi như về tới nhà mà thấy con gái ôm hôn vậy thì hết mệt luôn. Đó, sáng sớm là 5 giờ sáng phải dậy đi chợ rồi đó. Đấy. Đây, cả nhà Dương Thị Thúy Hằng, Trần Phương Anh, Nhân Quỳnh,
Trung Văn, Nguyễn Thị Đại Trang, Nguyễn Thị Đại Trang ở An Giang, gửi tôi nha, nhớ nha, chị Hai nha, mới tôi về An Giang tôi không có ghé đâu. Nguyễn Hồng Lượng, cảm ơn. Nguyễn Thị Thanh Thúy, Bích Phượng đang xem ha. Khương Đô La, U Hải Thu Hiền, Thấm Duyên Thúy, Nguyễn Sanh Thi, Tây Phong, Hoàng Hạnh. Trong đây có người nói là không có con trai, Quỳnh nói luôn thưa quý vị. Với một cái sự phát triển của y học, khoa học tiến bộ thì chuyện sinh con trai nó rất đơn giản đối với Quỳnh Linh. Quỳnh Linh làm rất nhiều chương trình y tế, sinh con trai dễ lắm quý vị. Nhưng mà tại mình không sinh nữa, con gái, con trai cũng là con, trời cho làm sao mình để vậy quý vị. Người ngày xưa ta nói sinh con trai để chi? Để nối dõi tông đường. Quỳ Linh cũng có người nối dõi tông đường rồi, gia đình Quỳ Linh cũng có mấy đứa em trai, cũng để con trai, mà cũng đâu cần đâu, con nào cũng nối dõi tông đường được, con gái cũng vậy. Người ta nói rằng sinh con trai để gọi là chống gậy hả? Trời ơi, lúc đó chống gậy có thấy đâu. Rồi người ta nói sinh con trai để gọi là kế thừa này kia, nói đâu quý vị, con nào cũng là con hết. Chúng ta mong con mình lớn lên được học hành tới nơi tới chốn, được vui, được khỏe, được hạnh phúc là được rồi. Chúng ta không phải để con trai bằng mọi giá, để con trai bằng mọi giá để con gái quý vị. Con nào cũng là con hết, trời sinh ra làm sao thì mình yêu thương con mình mà đâu phải con ai đâu quý vị. Cho dù ngày xưa ta nói là bây giờ nó đẻ con gái ra, mai mốt con gái đi lấy chồng, trời ơi, đẻ con trai ra, con trai lấy vợ chưa chắc con trai nó ở chung với mọi người nữa, thậm chí con trai được đi sớm con gái nữa. Con trai đi sớm mình mới lấy vợ, bây giờ đâu có ai ở chung đâu quý vị, đâu có ai làm dâu đâu, thành ra là ở riêng thôi mà. Bây giờ đó, sanh trai gái gì thì lấy chồng lấy vợ người ta cũng ra riêng là ở thôi, cuối cùng còn hai chồng già mà, đúng không em, đúng không? Rồi cũng chán nó mốt đi lấy chồng bỏ tôi đúng không? Đúng không? Ừ? Có bỏ tôi không hả? Không hả? Dễ có bỏ ba không? Thấy chưa? Con gái tình cảm lắm quý vị. Sáng á, là dậy ôm ba hôn, cũng khổ lắm, phải hung mới đi chợ, xong về nấu ăn uống xong rồi hung tiếp, đưa đi học hung tiếp. Hai con nhỏ hung nhiều hơn cô lớn. Nói chung rất là bận bịu. Nhưng mà quý vị ơn, bây giờ có nói đi gọi lại thì cũng cảm ơn trang thương mại điện tử vuivui.com đã ra đời để có thể giúp Quyền Linh cũng như rất nhiều người thuận lợi hơn trong cái việc chúng ta mua sắm. Thậm chí chúng ta mua sắm ở trang vuivui.com này thì chúng ta được giảm giá nữa, mà nghe tới giảm giá 49% thấy vui rồi nha. Mà trên đó có thiếu gì đâu, ăn uống nước ngọt, tăng lực nước uống, rồi gạo thóc, rồi sữa, rồi bánh kẹo, rồi nói chung là trái cây, hàng nông sản vân vân, tất cả các loại hàng hóa quý vị, đơn giản chúng ta chỉ bấm vào trang web thôi, chúng ta có vô vàn cái sự lựa chọn mà không cần phải đi chợ, không cái gì lâu lâu thứ bảy chủ nhật mình đi siêu thị thôi ha. Còn nếu người rảnh ngày nào mình cứ lên trang web đó quý vị, bấm đi đây, người bấm đây đó, mình lựa đi đó, quá trời quý vị thấy không đó, giảm tới 49% luôn, ngon lành. Nói tóm lại là rất là nhiều. Hôm nay thì Quỳ Linh cũng mới đi Tây Nguyên về. Có một bài hát vui vui, hát không hay nhưng mà hay hát để gửi tặng mọi người nha. Cây nếu anh trời em đi làm giấy, hoa bơ lan như muốn nói gì hương thơm với đầy. Mặt trời trên cao nguyên, mặt trời trong tim em giấc mơ hiền. Thư phương xa nỗi gió muốn mùa cho với nỗi nhớ. Qua bao khe bao suối cái bụng vẫn không hững hờ. Lời đẹp anh trao em
Đàn này anh dâng tim em, nỡ lòng nào em khép con tim, nỡ lòng nào em khép con tim. Sao thì anh gối cái hôn nồng nàn trong tim, thương thì anh giấu cái hôn trong mỗi nụ cười. Qua đã qua xuôi bước chân rộn trong đêm, anh vẫn nhớ làng buồn, anh vẫn nhớ hình em mát ngát niềm vui. Mới đi buôn ma thuột về, thành ra mới học được cái bài này, cũng gửi tặng bà con luôn ha. Nói tóm lại là ngày hôm nay á, vừa lên live stream để gặp gỡ các fan hâm mộ của mình. Trong đó có những cái người là luôn luôn đồng hành với Quỳ Linh trên khắp mọi nẻo đường luôn. Thí dụ như là em gái Thủy Lâm Bến Tre nè, Đào Ngô Hà Nội nè, rồi Sữa Cà Phê nè ha, rồi nhiều lắm, rất nhiều. Nguyễn Thị Đại Trang nè, em gái Thiên Hương, rồi Thu Hà, Dũng Bích, Quỳ Linh sẽ đọc một số ha. Rất là nhiều người ủng hộ Quỳ Linh trong suốt một cái chặng đường vừa qua. Phải nói bất kỳ một cái status Quỳ Linh nào trên Facebook á, mọi người cũng like, cũng comment, cũng đồng viên, cũng chia sẻ với quý vị. Cảm ơn chân thành, rất chân thành những cái tình cảm mọi người đã dành cho Quỳ Linh á. Những cái người ở nước ngoài cũng vậy. Thì vừa rồi thì có rất là nhiều chương trình Quỳ Linh mà mọi người rất là yêu quý. Ví dụ như có chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, Bạn Muốn Hẹn Hò. Vừa rồi có rất là nhiều người bạn nhắn tin Quỳ Linh là: anh Linh ơi, kiếm cho em một chàng trai đi, rồi anh Linh ơi, kiếm cho em một cô gái đi, vân vân. Rất là nhiều người đang ê sắp ế ha. Yên tâm, với Bạn Muốn Hẹn Hò thì Quỳ Linh sẽ kết nối trái tim đến trái tim còn lâu dài lắm quý vị. Ai ế vô Facebook luôn, chia sẻ đi, chia sẻ nhiều vô. Bây giờ mọi người chia sẻ thì Quỳ Linh sẽ chỉ cho cách gọi là vào Bạn Muốn Hẹn Hò nha. Cái trang này hơi bị vui nè, tức là ai muốn tìm người yêu ha, tìm gấu cho mình để chuẩn bị đi chơi vào 30 tháng 4 này đó, ai ế đâu vào chia sẻ liền, chia sẻ hết ế nha. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ vào cái trang Bạn Muốn Hẹn Hò, mình sẽ có một cái đơn xin tham gia chương trình đó. Quý vị tải về, mọi người tải về xong rồi mọi người mới click vào những cái điều mà trong đó để sẵn cho, ví dụ như là anh muốn tìm người yêu cao mét mấy, da trắng da đen, tóc dài tóc ngắn gì đó, mũi cao mũi thấp mũi dẹp gì đó, đặc biệt là đừng bao giờ kêu dụ mà tôi ghét đầu hói nha. Nhiều người ghét đầu hói lắm, hói thằng mình lắm á. Bữa hôm kia có cô kia cũng khoái hói, khoái bụng bự ôm nó ấm nó mập, bụng Quỳ Linh cũng đến bự lắm ha. Rồi đặc biệt là những cái cặp mẹ chồng nàng dâu nào, một cái chương trình mà cũng đang rất hot hiện nay quý vị, đó là mẹ chồng nàng dâu, sẽ làm cái khoảng cách giữa mẹ chồng nàng dâu gần hơn ha, vân vân. Thì nói tóm lại thì có rất nhiều chương trình như ca sĩ bí ẩn, thì ai muốn hát thì đăng ký Quỳ Linh, hoặc là hát câu chuyện tình, chúng ta kể là những cái chuyện tình yêu của đôi lứa, tình yêu cha mẹ, tình yêu công việc, tình yêu nghề nghiệp, tình yêu bạn bè vân vân, nó có hàng trăm hàng thứ tình yêu ha. Đó là một số chương trình mà Quỳ Linh giới thiệu quý vị. Rồi Thu Lương, sao anh lại tuyệt vời đến thế, cảm ơn em. Tại em cố gắng thôi chứ không phải tuyệt vời gì lắm đâu, nhờ sự ủng hộ của mọi người ha. Tiền Vũ, ngưỡng mộ anh Quỳ Linh nhiều lắm, cảm ơn em, cảm ơn rất nhiều người đã ủng hộ mình. Thủy Lê, chị ế nè em, ế gặp Quỳ Linh. Sắp tới Quỳ Linh sẽ cùng quý vị, chúng ta sẽ làm rất là nhiều việc. Nếu mà bận bịu quá thì mời mọi người nhớ vào trang vuivui.com để chúng ta có thể nhắc lại nha. Nói thì nói thật, bởi vì Linh chia sẻ cái trang này để chia quý vị. Quý vị có thể gọi là bớt rất nhiều cái thời gian, chúng ta giảm rất nhiều thời gian để chúng ta đi mua sắm, chúng ta ngồi ở nhà, chúng ta đặt hàng và có hàng liền. Nhân viên sẽ giao hàng tận nơi, đặc biệt là ở những cái căn hộ cao tầng, người ta vẫn tới tận nơi luôn. Đây là một trong những cái ưu điểm mà không phải trang nào cũng có quý vị, ở bất cứ cái
cái tầng cao nào họ sẽ tới nơi giao tận tầng cao luôn. Cái thứ hai là nhiệt tình, giao nhiệt tình, nụ cười rất là tươi, những anh chàng cao rất là cao đẹp trai, có những cô gái lâu lâu có một vài cô gái hot girl giao hàng luôn á, mà quý vị thấy vừa lên giao hàng nữa đó, lâu lâu cũng làm thêm mấy chỗ. Ủa em nói gì nói hoài vậy? Anh thích nói gì em nói đi chứ, để anh nói hoài vậy. Nói chào khán giả đi chứ. Nói vô. Hả? 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 Rồi. Em ơi bây giờ đặt hàng cái đi thử đi ha. Hả? Anh đặt hàng gì đi. Rồi đặt hả? Đặt thử đi ha. Đặt đi con. Đặt đi coi. Không, mình đặt rồi, chút nữa giao hàng. Ủa đặt rồi hả? Đặt hồi nãy ha. Chờ điện thoại giao hàng. Rồi, giờ. Rồi bây giờ cho đặt hàng đi, mình nói tiếp nha. Tốt Phạm nè. À, chị Hoa Phượng Đỏ. Chào chị Hoa Phượng Đỏ nha. Chị là người ủng hộ em rất là nhiều. Tất cả những comment của chị nó động viên tinh thần cho em ha. Phượng My. Phượng My cảm ơn rất nhiều nha. Rồi, Đặng Thị Nguyên. Ở đâu cũng giao hả? Không phải đâu cũng giao đâu, mà là ở trong thành phố thôi. Bây giờ hiện nay cái trang vui.com này họ chỉ mới giao trong thành phố thôi, và những cái nơi xa thì sắp tới, hướng sắp tới sẽ giao, từ từ cũng giao trên cả nước, nhưng mà Linh chỉ biết là hiện nay giao trong thành phố thôi. Có một số quận giới hạn như là Cần Giờ nè, hơi xa quá, Củ Chi, thông cảm nha, Hóc Môn gì đó, khu Nhà Bè xa xa cũng chưa tới đâu, gần gần có thể tới rồi, sắp tới sẽ giao, là cái Linh biết là vậy đó. Ở Hoàng Sơn thuận tiện uy tín nhiều quà tặng, đúng rồi, ăn này có nhiều quà tặng lắm. Có Thủy Lâm nè, kêu em nói cho nè, chào Thủy Lâm đi. Phan Phạm, Thanh Vi đang xem. Hoàng Kim xin chào. Anh Đào Nguyễn, hai bé y như chú, giống y như chú đúng không? Sợ nó giống phải giống chú đó mà. Còn ai? Ba Lan. Phải không? Giống gì đâu giống? Hả? Ai đâu đâu? Còn đây giống lên gì đâu? Giống gì đâu? Ủa rồi nóng tính hả? Còn gái gì đâu quý vị. Rồi ông Thùy Nguyễn, Đặng Hà cảm ơn nhiều. Tôi và em đang xem đây chị Loan. Sữa cà phê nha, sữa cà phê ủng hộ anh nhiều lắm, nhớ comment thì nhiều nha. Anh xin lỗi vì anh có nhắc nè. Tôi xong việc Tây Nguyên có không anh? Tây Nguyên chưa đâu, từ từ sẽ tới. Rồi Bích Phượng, Quỳnh Trang, Lệ Thu, Hilly Cường, Lý Hạo Nhiên, Nhà Bè có giao, Nhà Bè cũng có nhưng mà hướng mà sát quận 7 á thì sẽ giao, còn hướng xa xa chút là chào chắc sắp tới, hình như sắp tới đó. Bây giờ cái trang này họ đang gọi là tuyển nhân viên để giao hàng ngoài nơi đó. Nam Phi, chú không có bán gì trên á, giao hàng này. Để chờ giao hàng không? Rồi 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 để chờ chị xíu. Quỳnh Hương, ủng hộ, cảm ơn nhiều, rất nhiều Quỳnh Hương. Thảo Nguyên, xin cảm ơn Thảo Nguyên rất là nhiều. Ngọc Thị Nguyễn, xin chào cả nhà. Giao hàng gì kìa? Vicky, Diệu Âm Phúc Ngọc, Phi gì kìa? Không Nguyễn Văn đọc lên vậy? Diệu Âm Phúc Ngọc. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em chào anh. Rồi, ơi có đặt hàng dữ. Dạ. Anh chị ơi, cho mình cái bill này. À, đây cái bill hàng hóa của mình. Rồi. Dạ, chị thấy vui lòng kiểm tra hàng cùng với em giúp em không? Rồi. Để tôi đặt lễ đây. Đây là số hàng. À, chị kiểm tra công ty. Rồi. Đó. Nó là giặt đồ đúng không? Nước giặt đó hả? Đó. Thấy chưa quý vị, tối vẫn giao hàng luôn mà, khuya cũng giao hàng mà khuya quá chắc chưa giao. Vui vui mà trang vui vui cũng nên có những cái gì vui vui cho bà con nha. Cà phê này chị. Ok rồi xong cái này là cái combo trắng.
Cái giờ hôm nay thứ bảy mà mấy con đi giao. À, còn một nước ngọt nữa chị coi đúng không? Anh trai tên gì em trai? Dạ em tên là Hoàng Vũ. Em có người yêu chưa? Dạ chưa. Chưa phải không? Dạ. Rồi nha, nhớ cái này là anh đưa lên bạn với họ nha. Dạ. Rồi cảm ơn em. Dạ. À, trong này nó còn một cái voucher nữa chị, một cái xem phim ở trong bên trong anh gửi chị. Cái chơi gì? À, vé xem phim nữa. Xem phim phải không? Dạ. Hay gì ta? Mua hàng có xem phim nữa. Cảm ơn em. Dạ. Đây là cái hàng khuyến mãi, một cái ly thủy tinh là đi kèm anh chị. Bạn cái ly đó là của anh đó đúng không? Dạ, để dành cho anh uống bia. Chị uống nước ngọt. Rồi. Rồi. Dạ đủ hay chị ha? Dạ. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn trai nha. Dạ, em đang live stream với khán giả nên không nói chuyện với em được. Mà gặp trai ta, có người yêu chưa? Chưa. Chưa, nhớ bạn muốn hỏi anh nha. Thấy không, nhiệm vụ là gặp ai cũng hỏi có người yêu chưa. Tôi gặp mấy cô gái cũng hỏi có người yêu chưa để tôi làm mai với chứ gì chứ á. À. Công nhận cái trang này cũng hay nha, đặt hàng tối thui mà cũng đeo, cũng giao tận nơi nữa. Lê Văn Dũng, yêu gia đình anh quá, cảm ơn Dũng nhiều nha. Kim Huệ, xin chào Kim Huệ. Dĩ Phạm, xin chào. Nguyễn Ngọc Huệ đang xem. Cảm ơn mọi người thả tim rất nhiều. Đó, quá nhiều luôn. À, cái gì? Hát cải lương hả? Trời luôn. Giờ thử cái nha. Có người đoán cái lương không? Rồi. Đi dạo với bên phòng nghe này nha. Cái lương. Qua phượng đón ai mà nở ngay trước ngò, cánh nhỏ bay bay đầu đó sân trường, dịu dàng nhìn ai hãy soi gương đời mùa qua chính đỏ như sai ước mơ, dịu dàng nhìn ai tình của đôi ta sẽ không bao giờ nhạt phai. Em có nghe chăng lời reo mừng sông núi như muôn cánh chim vỗ về trong không gian. Rồi xong. Chiều này live stream nói chuyện với mọi người giờ bao nhiêu phút đẹp? Hả? Nhiều rồi. Đừng tiếng hả? Dài quá, mọi người buồn ngủ chưa? Hả? Mọi người buồn ngủ chưa? Có. Ủa, cao quá. Có từ bao giờ hàng mẹ xanh anh mà nay đứng đó cho em làm thơ. Con đường ta qua đến nay trăm tuổi, em qua trăm buổi em lại nghìn lần, mà sao bối rối khi cầm tay em. Em ơi, hãy lắng nghe. Dạ. Dở quá hả? Hả? Cái gì sao? Hay lắm. Hay lắm. Trời chứ, biết không? Nhiều khi trong nhà lên á, hay cặp, hay vợ chồng con cái hay giỡn với nhau lắm. Tôi bị xem trên Facebook thấy á, đôi khi vừa lên chọc mấy con lên, xong rồi mấy con lên bắt lên
học tập thể dục đó quý vị. Tự nhiên lên 6 ký tập thể dục, nhảy dây đủ thứ hết trơn á. Rồi con có dạy, con dạy ba gì nữa, con dạy ba gì? Hả? Dạy tiếng Anh hả? Con dạy, có dạy ba tiếng Anh không? Ba học giỏi tiếng Anh không? Dạ không. Nói thiệt đi. Hả? Giỏi không? Cho mình lên nữa không? Không thiệt. Nói chung là hai con gái Linh là học tiếng Anh rất là ok. Linh thì tiếng Anh biết mà tiếng Em cũng biết luôn, nói không ai hiểu thôi. Tóm lại là ngày xưa thì cuộc đời mình nó khó khăn quá, mình làm ruộng, mình đã là mình nông dân, mình đã là mình không có điều kiện đi học, mình phải chịu thôi. Bây giờ mình cố gắng và nó hy sinh đời bố, củng cố đời con quý vị ha, để cho có thể con cái sau này cũng thành tài. Đó là một cái điều mà mình luôn luôn mơ ước, bất cứ một người cha người mẹ nào cũng vậy. Cho dù chúng ta có vất vả đến mấy, chúng ta có khó khăn khổ đến mấy thì chúng ta cố gắng để cho con ta được những cái điều tốt nhất trong cuộc sống ha. Ha. Ai? Rồi. Em kiểm tra lại đơn giao hàng đủ chưa? Cái gì? Nè, đơn giao hàng đây. Rồi đủ chưa? Có gì uống không chứ, giao hàng không ăn uống chứ nhỉ? Đây, đơn giao hàng. Được chưa? Còn gì nữa? Hàng gì nữa không? Tay cầu hôn nhỉ? Đâu? Bọn tay cầu hôn đó. Nói gì kìa? Một sớm cầu. Coi lại dây điện kìa. Một sớm, một sớm yên lành, một người lính rời xa quê nhà, mang theo đôi vòng tay cầu hôn, tỏa sáng dịu dàng, một khung tình cảm đợi chờ. Thương anh trên những con đường xa, du anh trong những đêm vời xa, vời xa. Vòng tay cầu hôn tình yêu của em, lung linh trên cao vầng trăng rượu em, tỏa sáng ngọn núi in dấu chân người. Ra đi mang theo mối tình đầu tiên, tôi yêu cao nguyên đầy gió, nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai, từng đêm ngồi hát bên ánh lửa rừng, bâng khuâng trên tay mối tình đầu tiên, bâng khuâng trên tay chiếc vòng cầu hôn. Một sớm yên lành, người con gái ngồi theo bên thềm, lung linh đôi vòng tay cầu hôn, tỏa sáng dịu dàng, một khúc tình ca đợi chờ. Thương anh, theo áo em tặng anh. Đêm, tiếng sáo em gọi anh, cao nguyên đầy gió, quê hương mênh mang điệu sáo buồn thương, từng đêm ngồi hát bên ánh lửa rừng, ôm em trong tay
mối tình giữa em. Ôm em trong tay với chiếc vòng cầu hôn. Rồi, hay. Có lẽ mọi người cũng buồn ngủ rồi đúng không? À, giao lưu gặp mọi người một chút. Đâu rồi? À, Thảo Nguyên. Nói chung là cây nhà lá vườn, tôi lo gặp mọi người rồi giao lưu tí, hỏi thăm tí, hát vài ba câu. Linh không phải là ca sĩ nên là cây nhà lá vườn chơi sao thấy vậy nha, không hay lắm. Vũ Ngọc Trà My thích gia đình anh lắm luôn, cảm ơn My nhiều nha. Một chút tuyệt vời. À, chị Thảo hát đi kìa, hát vài câu đi. À, Lương Thanh Thúy, à Lương Thúy con yêu của chú Quyền Linh, con khỏe không? Con là người là ủng hộ chú nhiều lắm á, nãy giờ chú không có nhìn thấy nha, chú xin lỗi nha. Này Phạm Thế, Lương Thanh Thúy, à Lương Thúy là coi như comment suốt luôn á, chú thích vậy đó. À, Đào Thơm, Hào Quang, Sandy, hả? Còn gì nữa không? Hả? Em muốn nói gì với mọi người nữa không? Bây giờ chắc mình trước khi chia tay thì cả nhà Linh sẽ cùng hát bài bài gì quên rồi ta, Ba sẽ là cánh chim nha. Ha, mọi người vỗ tay theo nha, và con vỗ tay theo đây nha. Kính thưa quý vị, trong một cái chặng đường rất dài gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, và trên cái chặng đường Quỳ Linh không phải là người nghệ sĩ làm giải trí nhiều đâu. Quỳ Linh là một người nghệ sĩ làm các chương trình xã hội, những công tác xã hội thiện nguyện để hỗ trợ giúp đỡ những mảnh đời khó khăn vượt qua cái khó nghèo, cái khó, cái vất vả của cuộc sống này. Mong rằng mọi người tiếp tục ủng hộ Quỳ Linh. Sắp tới đây Quỳ Linh sẽ có một cuộc gom góp quần áo. Ai có quần áo mình mặc cũ rồi gửi cho Quỳ Linh nha. Quỳ Linh sẽ đem đến những vùng sâu vùng xa, và ở nơi đó cũng có vẫn còn nhiều người chưa có quần áo mặc. Quý vị, vừa rồi Quỳ Linh đi một chuyến Tây Bắc, Quỳ Linh thấy rất là khổ, lạnh lắm mà cũng quần áo nữa, và thực chất mà nói thì bà con mình cũng còn nhiều khó khăn lắm. Nhớ ai có quần áo nào gửi cho Quỳ Linh nha. Tiếp tục những chương trình mổ tim nè, chương trình giúp đỡ người nghèo. Mặc dù Quỳ Linh không còn đi chương trình Vượt Lên Chính Mình nữa, nhưng mà Quỳ Linh vẫn làm rất nhiều chương trình nữa, nó giống như Vượt Lên Chính Mình để có thể hỗ trợ người nghèo, nên bà con ủng hộ Quỳ Linh nha. Cảm ơn rất là nhiều mọi người luôn luôn dõi theo từng bước đi của Quỳ Linh và ủng hộ gia đình Quỳ Linh với một cô gái lớn và hai cô gái nhỏ. Trong lòng Quỳ Linh nguyện khắc ghi tốt ghi ơn mọi người nha. Nhớ ủng hộ Quỳ Linh, nếu như Quỳ Linh có làm điều gì mà nó buồn lòng quý vị, thậm chí lên Facebook mà đọc không hết thì mọi người cũng thông cảm nha. Mà Quỳ Linh là comment trả lại là cũng hơi bị nhiều đó. Có những lúc Quỳ Linh trả lời đến mấy ngàn comment, Quỳ Linh cũng ráng 4 giờ sáng dậy trả lời hết luôn. Xong rồi đó, nhiều khi về tới nhà đi quay về 1, 2 giờ sáng Quỳ Linh vẫn trả lời comment hết. Để thấy rằng đó là Quỳ Linh cũng có theo dõi, chứ không phải là Quỳ Linh đọc comment xong mà Quỳ Linh không trả lời rồi nha. Like có like hết đó quý vị, like dạo nữa là khác thôi đó. Rồi, đó là những gì mà hôm nay Quỳ Linh chia sẻ cùng mọi người ha. Thôi hả? Sao? Tạm biệt hả? Để mọi người đi ngủ, bà xảo nhắc nó để mọi người đi ngủ, tại cũng khuya rồi ha. Ok, một lần nữa thì gia đình nhỏ của Quyền Linh xin gửi đến tất cả mọi gia đình, từ gia đình nhỏ, gia đình lớn, đại gia đình Facebook, tất cả các cô chú, các anh chị, các em nhỏ, các cháu nào là bạn tên của Quyền Linh, khán giả của Quyền Linh, tất cả mọi người một lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc tất cả chúng ta sẽ luôn luôn mạnh khỏe, đầu tiên phải mạnh khỏe ha, và sau đó là vui vẻ nè, mạnh khỏe và vui vẻ, hạnh phúc, thành công rực rỡ trên khắp mọi nẻo đường, và đặc biệt là phải bình an nha quý vị. Trong cuộc sống chúng ta cần phải có sự bình an. Bình an sẽ cảm giác rằng mình thoải mái lắm quý vị. Cho dù cơm áo gạo tiền cách mấy đi nữa thì quý vị nhớ giữ gìn sức khỏe, và đặc biệt là hãy chăm sóc những người thương yêu của mình.
À, cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta hát bài tạm biệt quý vị ha. Cả nhà chúng tôi xin chúc quý vị một đêm thật vui vẻ, một những ngày cuối tuần thật hạnh phúc bên bạn bè và người thân của mình. Hẹn gặp lại trên Facebook nha. Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa, mẹ sẽ là cánh hoa cho con cài luyến mình. Ba mẹ là lá hương che chở suốt đời con. Thôi sao không thuộc bài này ta? Lâu quá rồi. Hát bài gì ta? Bài gì con thuộc? Bài thân con này là đúng rồi. Bài này dễ thuộc nè. Cả nhà thương nhau nha. 2, 3. Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là nhớ, gần nhau là cười. Hai nhá. Yêu gái của ba nha. Yêu bà xã nha. Nào phương bạc cái nào. Rồi, chào mọi người nha. Chúc một buổi tối thật vui vẻ. Xin chào.